Xin chào các bạn. Trước nhu cầu học SketchUp ngày càng nhiều của nhiều bạn, thì trong bộ video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học SketchUp từ cơ bản tới nâng cao. Bộ video này sẽ phù hợp cho những người mới làm quen với SketchUp hoặc những người đã có kiến thức cơ bản và các bạn muốn nâng cao trình độ. Trên đây là giao diện icon của SketchUp khi chúng ta cài đặt xong. Ở đây có layout, SketchUp Pro và Style Builder. Chúng ta truy cập vào SketchUp Pro. Sau khi mở file lên thì ở đây chúng ta có một số template mẫu. Ở đây chúng ta có Simple, Architectural, Plan View, Landscape. Các bạn cũng không nên quá quan tâm vào những template mẫu này. Trên đây là một số template mẫu mà nhà cung cấp cho chúng ta mà thôi. Còn chúng ta sẽ tự tạo template riêng cho chính mình để chúng ta sử dụng. Các bạn vào Architectural Millimeter. Rồi, trên đây là giao diện của SketchUp 2021 khi chúng ta vừa mới cài đặt xong. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu giao diện, thiết lập giao diện và thiết lập template. Nếu các bạn chưa hiểu template là gì thì mình sẽ giải thích luôn. Template là một file cài đặt sẵn mà chúng ta đã thiết lập, ví dụ về kích thước, đơn vị và các thông số trong bản vẽ. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại dưới dạng một file mẫu template để rồi sau này khi chúng ta mở file mới lên thì đơn vị bản vẽ và các thông số đã được thiết lập mà chúng ta không phải thiết lập lại. Bây giờ chúng ta tìm hiểu giao diện. Ở trên cùng là thanh tiêu đề. Trên thanh tiêu đề này có hai thông tin. Thứ nhất là phiên bản cài đặt của SketchUp và thứ hai là tên của bản vẽ. Khi các bạn thay đổi tên của bản vẽ thì ở đây sẽ xuất hiện tên. Tiếp theo dưới thanh tiêu đề là thanh menu. Ở đây mình sẽ giải thích qua, còn chi tiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ. Trong file chứa toàn bộ các thao tác về sản phẩm. Ví dụ mở bản vẽ mới, mở bản vẽ mà chúng ta đã lưu, save bản vẽ, save as bản vẽ, hoặc import bản vẽ từ AutoCAD, export 2D, 3D. Tiếp theo, edit chứa toàn bộ các thao tác về biên tập. Chúng ta có cut, copy, paste, delete. View chứa các thao tác hiển thị vùng thiết kế. Camera chứa các thao tác về trình diễn sản phẩm. Draw chứa các thao tác về phép dựng hình. Tool chứa các công cụ hỗ trợ thiết kế. Window là cửa sổ quản lý. Và Help là trợ giúp. Dưới thanh menu là thanh công cụ. Ở đây chúng ta có thanh công cụ. Tương tự, ở góc phải màn hình, chúng ta có thanh công cụ Default Tray. Khi cài đặt chương trình thì mặc định chương trình sẽ cho chúng ta một số thanh công cụ, tuy nhiên nó đang bị ẩn và để hiển thị chúng ta kích chuột phải. Sau đó chúng ta chọn thanh công cụ cần thiết để làm việc. Các bạn lưu ý chúng ta chỉ nên chọn những thanh công cụ mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Các bạn không nên chọn quá nhiều thanh công cụ ra ngoài màn hình, như vậy chúng ta sẽ bị rối khi làm việc. Chúng ta chọn Last Tool Set. Công cụ này chứa toàn bộ chức năng của Drawing, Edit, Camera, Construction và một số công cụ chức năng khác. Tiếp theo chúng ta chọn Standard. Standard chứa các thao tác về sản phẩm như lưu file, xuất file hay là undo, redo. Tiếp theo chúng ta chọn Solid Tool. Solid Tool là công cụ chỉ thao tác trên nhóm các khối 3D đặc và cho phép chúng ta thực hiện các phép giao, cộng trừ, hợp khối, cắt khối. Tiếp theo chúng ta chọn Sandbox. Sandbox là nhóm công cụ hỗ trợ việc dựng hình bằng các đường đồng mức hoặc cao độ điểm, thích hợp cho việc tạo hình đồi núi, địa hình gồ ghề, nhấp nhô. Tiếp theo chúng ta chọn Style. Style là công cụ thể hiện cách thức hiển thị đường, mặt, khối trên vùng làm việc mà không phải tác động hay thay đổi vật liệu của đối tượng. Tiếp theo chúng ta chọn View. View quản lý các khung nhìn thiết kế. Ví dụ ở đây chúng ta có khung nhìn 3D, khung nhìn top, khung nhìn mặt trước,
mặt phải, mặt sau và mặt trái. Rồi từng này công cụ đã đủ cho chúng ta dựng hình, còn các công cụ khác chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ trong các bài học sau. Chúng ta sắp xếp thành công cụ. Ở đây mình tắt cái thanh công cụ Getting Started này đi, bởi vì trong thanh công cụ Large nó đã chứa Getting Started. Các bạn cũng có thể sắp xếp thanh công cụ về bên trái màn hình, hoặc các bạn cũng có thể sắp xếp ở dưới đáy màn hình. Sau khi sắp xếp xong, chúng ta tắt đi, sau đó chúng ta bật lại. Nếu các bạn không tắt và các bạn tiếp tục làm việc thì sau này khi các bạn mở file mới lên thì những thanh công cụ của các bạn sẽ bị nhảy lộn xộn. Ví dụ nó có thể nhảy ra màn hình thế này. Do vậy, sau khi sắp xếp xong, chúng ta tắt đi và chúng ta bật lại. Chúng ta vào lại Architectural Milimet. Rồi, chúng ta thấy là các thanh công cụ đã được lưu vào vị trí. Ở giữa này là mô hình làm việc. Ở đây chúng ta có góc tọa độ OX, OY và OZ và một người mẫu. Tác dụng của người mẫu này là gì và chúng ta có nên xóa hay không? Câu trả lời là không. Người mẫu này giúp chúng ta áng chừng được kích thước vật thể mà chúng ta dựng nên. Ví dụ ở đây người mẫu này cao 1m6 thì chúng ta có thể ước chừng được kích thước vật thể mà chúng ta dựng. Nếu chúng ta xóa đi thì chúng ta không thể ước chừng được. Do vậy các bạn không nên xóa người mẫu này. Và trong quá trình làm việc, nếu người mẫu vướng vào mô hình thì các bạn rời đi. Rồi ở dưới này là thanh trạng thái. Thanh trạng thái sẽ nhắc cho chúng ta khi chúng ta đang làm việc trên cửa sổ mô hình. Ví dụ ở đây mình vẽ lệnh line thì thanh trạng thái sẽ nhắc cho chúng ta chọn điểm đầu tiên, Select Start Point. Khi chúng ta pick điểm đầu tiên thì thanh sẽ nhắc chúng ta chọn điểm kết thúc hoặc nhập giá trị. Rồi các bạn chú ý ở góc phải màn hình, chúng ta có cửa sổ VCB. Cửa sổ VCB thể hiện giá trị mà chúng ta đang vẽ trên màn hình. Ví dụ ở đây mình di chuột thì cửa sổ VCB hiện giá trị 7129, có nghĩa là đoạn thẳng của mình dài 7129mm. Và khi mình di chuyển chuột thì cửa sổ VCB cũng thay đổi. Và các bạn có thể nhập giá trị vào cửa sổ VCB bằng cách gõ bàn phím. Sau đó chúng ta ấn Enter để kết thúc và ấn cách. Như vậy chúng ta có đoạn thẳng dài 5000. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu và thiết lập các thông số của template. Chúng ta sẽ bắt đầu với camera. Ở đây chúng ta có 3 chế độ: chế độ camera song song, chế độ phối cảnh và chế độ 2 điểm. Bình thường khi chúng ta dựng hình thì chúng ta chọn chế độ camera song song. Khi chúng ta chọn chế độ camera song song thì tất cả những cạnh đứng của vật thể sẽ song song với cạnh đứng của màn hình. Đây cạnh đứng của màn hình và cạnh đứng của vật thể song song với nhau. Khi các bạn di chuyển và các bạn quay thì nó vẫn song song. Đấy các bạn chú ý cạnh đứng và mô hình song song. Còn chế độ phối cảnh chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta render hình ảnh. Khi chúng ta chọn chế độ phối cảnh thì cạnh không còn song song với màn hình nữa. Và để khắc phục điều này khi chúng ta render thì chúng ta chọn chế độ 2 điểm.
thì khi đó cạnh của vật thể sẽ song song với cạnh của mô hình. Còn khi chúng ta dựng hình thì các bạn cứ chuyển về chế độ song song để chúng ta dễ dàng làm việc. Tiếp theo chúng ta vào Windows và chọn Model Info. Trong Model Info chứa các thông tin thiết lập về text, kích thước, chữ, đơn vị bản vẽ. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thông số chính. Animation này là hoạt ảnh, chúng ta không quan tâm. Classification này cũng vậy, chúng ta bỏ qua. Cái này là sự phân loại. Tiếp theo Component. Rồi mình sẽ giải thích Component là gì. Trong AutoCAD có Group, trong SketchUp cũng vậy, chúng ta có Group. Tức là một tập hợp các vật thể, nó sẽ nằm trong một Group. Và Component cũng vậy, nó là tập hợp các vật thể. Một hoặc nhiều các vật thể sẽ được tập hợp lại thành một đối tượng. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo Component cho đối tượng này. Chúng ta quét chọn vật thể. Hoặc chúng ta có thể tích chuột 3 lần để chọn vật thể khối. Còn nếu đối với mặt phẳng, tức là chỉ có hai trục OX và OY, không có trục OZ, thì chúng ta tích chuột 2 lần để chọn. Các bạn nhớ điều này, đối với mặt phẳng chỉ có hai trục OX, OY hoặc OX, OZ hoặc OY, OZ thì chúng ta chỉ cần tích chuột 2 lần. Tức là nó chỉ có hai trục. Còn đối với vật thể 3 trục thì chúng ta tích chuột 3 lần để chọn. Sau đó chúng ta tích chuột phải và chúng ta chọn Make Component. Ở đây mình sẽ copy cái này ra. Để copy các bạn ấn lệnh M, sau đó các bạn ấn Ctrl. Các bạn ấn M, sau đó ấn Ctrl để copy. Để xóa đối tượng, các bạn chọn quét. Sau đó, chúng ta bấm chuột phải và chọn Erase. Hoặc các bạn có thể bấm phím Delete trên bàn phím. Group là một tập hợp, Component cũng là một tập hợp. Chúng ta sẽ tạo Group. Còn cái này chúng ta tạo Component. Vậy, sự khác nhau giữa Group và Component là gì? Chúng ta copy Component ra. Và chúng ta copy Group ra. Phần bên trái là Component, còn bên phải là Group. Khi mình vào trong Component để mình sửa, thì những Component cùng tên, tức là giống nhau, nó sẽ thay đổi theo. Còn khi chúng ta vào trong Group để sửa, thì chỉ Group đó thay đổi và các Group còn lại thì giữ nguyên không thay đổi. Chúng ta quay lại với cửa sổ Component. Frame Similar Component. Khi chúng ta tích vào 2, điều này có nghĩa là khi chúng ta truy cập vào một Component thì những Component cùng tên khác, tức là giống nhau, sẽ bị ẩn đi. Khi mình truy cập vào Component thì những Component giống nhau sẽ bị ẩn đi. Còn khi chúng ta bỏ chọn thì đối tượng không bị ẩn. Thread Stress
Up Model. Khi chúng ta tích vào 2, ở đây có hai trường hợp. Khi chúng ta tích vào Component, thì những Component giống nhau sẽ hiển thị, còn lại tất cả các đối tượng sẽ bị ẩn đi. Còn khi chúng ta chọn vào Group, thì chỉ Group đó hiển thị, còn lại tất cả các đối tượng sẽ bị ẩn đi. Chúng ta bỏ chọn cái này đi, sau đó chúng ta sẽ thiết lập bằng phím tắt. Tiếp theo, Credit. Author là tác giả. Khi các bạn nhập mail vào và các bạn bấm Claim Credit, thì ở đây tác giả sẽ hiện là Gmail của bạn. Dimension. Ở đây chúng ta chọn phông của Dimension và chúng ta chọn màu. Chúng ta có thể chọn phông Arial hoặc các bạn có thể chọn phông phù hợp với tiêu chuẩn bản vẽ của các bạn. Ở đây chọn Style và chiều cao của dim. Chúng ta có thể thay đổi màu sắc. Chọn kiểu Endpoint, None, Slash, Dot, Open. Tiếp theo ở đây chúng ta có hai chế độ Align to Screen hoặc chúng ta có thể chọn chế độ Align to Dimension Line. Và ở đây chúng ta có thể chọn Outside, Above hoặc Center. Ví dụ khi chúng ta chọn Above và chúng ta dim lại. Có nghĩa là text sẽ nằm trên đường line của dim. Còn khi chúng ta chọn center thì nó sẽ như vậy. Và để apply tất cả các đối tượng dim trong mô hình theo template thì chúng ta chọn select all dimension. Sau đó chúng ta update thì tất cả đã được thay đổi theo template của chúng ta. Ví dụ mình đổi màu và mình update. Tiếp theo chúng ta đến với file. Ở đây location là địa chỉ lưu của file. Ví dụ chúng ta lưu file này về desktop bài 1. Thì ở đây sẽ hiện vị trí lưu của file. Còn size là kích thước của file. Khi chúng ta lưu tên file thì ở trên thanh tiêu đề đã update tên của file. Rồi tiếp theo chúng ta đến với statistic. Ở đây thể hiện tất cả các thông số chi tiết của tất cả các đối tượng trong mô hình làm việc. Ví dụ ở đây chúng ta có 4 cạnh, 1 mặt, 3 component, 2 group. Ví dụ 4 cạnh này là gì? 4 cạnh ở đây là 4 cạnh của vật thể rời rạc, tức là hình chữ nhật này. Nếu mình xóa hình này đi thì số cạnh sẽ bằng 0 và số mặt cũng bằng 0. Còn khi mình vẽ hình chữ nhật thì số cạnh là 4 và số mặt là 1. Tiếp theo là số cạnh là 8 và số mặt là 2. Các bạn lưu ý số cạnh và số mặt chỉ apply khi đối tượng của các bạn là rời rạc, tức là nó không phải là component hoặc là group. Và đây chúng ta có 3 component, 1, 2 và người mẫu là 3. Group chúng ta có 2, 1, 2. Chúng ta có 6 dim,
6 1 2 3 4 5 6. Và các bạn có thể thay đổi chế độ. Chúng ta có thể xem only component. Chúng ta có hai component và một người mẫu. Tiếp theo chúng ta đến với đơn vị của bản vẽ. Trong đây format chúng ta chọn decimal. Đơn vị của chiều dài bản vẽ chúng ta chọn là mm. Display precision này là độ chính xác. Chúng ta có thể chọn số thập phân. Nhưng đối với bản vẽ đã là mm thì chúng ta không nên để số thập phân ở chiều dài. Tiếp theo đơn vị, chúng ta chọn về mm. Độ chính xác chúng ta để là 0, tức là không có giá trị sau dấu phẩy. Thể tích chúng ta chọn mm khối. Độ chính xác chúng ta để số tự nhiên. Tiếp theo, Enable Line Snapping có nghĩa là kích hoạt chế độ bắt điểm. Ví dụ ở đây chúng ta để là 1mm, có nghĩa là khi chúng ta vẽ đường thẳng thì cứ 1mm thì chuột của chúng ta sẽ khựng lại một cái. Ví dụ ở đây mình để là 1000 và chúng ta vẽ lệnh line. Thì cứ đúng 1000 là chuột của chúng ta sẽ khựng lại một cái. 1000, 2000, 3000, 4000. Còn khi chúng ta để 500 thì có nghĩa là cứ 500mm thì chuột của chúng ta sẽ khựng lại một cái cho chúng ta bắt điểm. Năm trăm, một ngàn, một ngàn rưỡi. Giá trị này chúng ta để mặc định là 1. Display unit format. Khi các bạn tắt đi thì trên dim của các bạn sẽ không hiện đơn vị. Và trong bản vẽ thì chúng ta không cần thể hiện đơn vị. Tương tự, ở đây chúng ta có góc. Chúng ta để số tự nhiên. Enable angle snapping có nghĩa là chế độ bắt điểm. Nếu các bạn để là 5 thì có nghĩa là khi quay một góc 5 độ thì chuột sẽ khựng lại một cái cho chúng ta bắt điểm. Tương tự như enable line snapping, chúng ta để đơn vị mặc định là 1. Tiếp theo, chúng ta đến với preferences. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu các thông số chính trong đây. Accessibility. Trong đây chúng ta có thể đổi màu của trục. Trục màu đỏ, trục màu xanh và trục màu xanh dương. Chúng ta có thể đổi màu. Các bạn chọn màu và các bạn đổi. Tuy nhiên thì cái này chúng ta nên để mặc định. Tiếp theo, Other Color, Parallel và Perpendicular. Cái này là song song và vuông góc. Màu của nó là màu hồng tím. Mình giải thích thêm cái này cho các bạn. Ví dụ khi các bạn vẽ lệnh line, các bạn có một đoạn thẳng như vậy. Và khi các bạn vẽ đoạn thẳng vuông góc với nó thì các bạn di chuột đến khi nào xuất hiện màu hồng, thì tức là hai đoạn thẳng đang vuông góc với nhau. Đây, màu hồng đây. Tích điểm. Như vậy là hai đoạn thẳng này vuông góc với nhau. Hoặc khi đoạn thẳng thứ hai thẳng hàng với đoạn thẳng thứ nhất thì cũng xuất hiện màu hồng, tức là nối tiếp. Đây, màu hồng. Như vậy hai đoạn thẳng nối tiếp nhau, thẳng hàng nhau. Tương tự, chúng ta có màu của tangent.
là màu tiếp xúc. Ví dụ khi các bạn vẽ cung tròn, pick điểm thứ nhất, pick điểm thứ hai. Khi này xuất hiện màu xanh có nghĩa là cung tròn đang tiếp tuyến với hai cạnh của hình chữ nhật. Chúng ta kết thúc lệnh. Do vậy, khi các bạn dựng hình các bạn chú ý về màu tham chiếu để chúng ta dễ dàng nhận biết. Tiếp theo application này chúng ta bỏ qua. Chúng ta đến với drawing. Ở đây có các chế độ click, drag, release, có nghĩa là kích, kéo và thả. Ví dụ mình chọn cái này, bấm OK. Chúng ta vẽ hình chữ nhật, rectangle, tích chuột, giữ chuột, kéo và thả, tích chuột, giữ chuột, kéo và thả, tích chuột trái, giữ chuột, kéo và thả. Còn khi chúng ta chuyển sang chế độ Auto Detect, chúng ta vẽ rectangle, chúng ta chỉ cần tích chuột và chúng ta rê chuột. Trong option này chúng ta không cần phải giữ chuột khi chúng ta kéo. Sau đó tích chuột để kết thúc. Tích chuột, di chuột, pick chuột để kết thúc. Rồi, hai option này khác nhau ở chỗ là một cái kích chuột, kéo và thả, còn một cái là click, di chuột và click. Đây, kích chuột, di chuột và click, kích chuột, di chuột và click. Ở đây các bạn chọn chế độ phù hợp với cách làm việc của các bạn thôi. Tiếp theo, Continue Line Drawing. Khi các bạn tích vào, thì khi chúng ta vẽ lệnh Line, các đoạn thẳng sẽ nối tiếp nhau. Còn khi các bạn bỏ chọn, thì khi các bạn vẽ lệnh Line, thì các đoạn thẳng sẽ rời rạc. Nếu các bạn muốn nối tiếp thì các bạn phải tích chuột vào một điểm đã kết thúc của đoạn thẳng trước để vẽ đoạn thẳng mới. Tích chuột vào điểm kết thúc. Còn nếu không tích chuột vào điểm kết thúc của đoạn thẳng trước thì đoạn thẳng mới được dựng sẽ rời rạc. Chúng ta tích chọn cái này. Tiếp theo, Miscellaneous Display Crosshair. Khi các bạn chọn vào thì ở đầu con trỏ chuột sẽ hiện một hệ trục tọa độ giống như trong AutoCAD. Bấm OK. Ví dụ chúng ta vẽ lệnh Line, thì khi bấm lệnh Line, một hệ trục tọa độ, một hệ đường gióng sẽ xuất hiện ở đầu trỏ con chuột. Tính năng này chúng ta nên tắt đi cho đỡ rối. Còn Disable Pre-Pick Output Pull Tool. Khi chúng ta tích vào đây thì có nghĩa là chúng ta vô hiệu hóa tính năng tròn mặt phẳng trước. Sau đó dùng lệnh Pull. Còn nếu chúng ta không tích chọn thì chúng ta có thể tròn mặt phẳng. Sau đó dùng lệnh Pull. Tiếp theo chúng ta đến với file. Trong đây chứa đường dẫn lưu file của các bạn. Đường dẫn model, đường dẫn component, đường dẫn material, đường dẫn style. Chúng ta có thể thay đổi đường dẫn ở đây. Còn không chúng ta để mặc định. Tiếp theo chúng ta đến với general. Rồi create backup này nghĩa là gì?
create backup này nghĩa là tạo file dự phòng. Cái này có tác dụng khi chẳng nhỡ file của chúng ta bị đóng đột ngột, thì khi đó chúng ta có một file dự phòng được lưu và chúng ta chỉ cần mở file dự phòng lên và lưu lại, tránh bị mất file. Còn trong trường hợp các bạn không tích vào, tức là các bạn bỏ tích đi, thì khi đó không có file dự phòng nào được lưu cả và khi đó chúng ta sẽ bị mất file. Cái này các bạn nên tích vào. File chính của chúng ta sẽ có đuôi là SKP, PF. Còn file dự phòng sẽ có đuôi là SKB, B4. Rồi tiếp theo autosave, có nghĩa là chế độ tự động lưu. Ở đây 5 phút, có nghĩa là cứ 5 phút thì file sẽ lưu một lần. Chúng ta có thể thay đổi giá trị bằng cách nhập trên bàn phím. Cái này nó có ưu điểm và nhược điểm như sau. Ưu điểm là đối với những file mà nhẹ thì cứ 5 phút thì file sẽ tự động lưu cho chúng ta một lần. Còn đối với bài nặng, khi chúng ta đang làm việc mà file tự động lưu thì một vòng tròn sẽ chạy trên con trỏ chuột và khi đó bài của chúng ta sẽ rất bị giật. Do vậy cái này chúng ta nên bỏ chọn. Trong quá trình làm chúng ta sẽ thường xuyên ấn Ctrl S để lưu. Tiếp theo OpenGL. Giá trị này thể hiện chất lượng của bản vẽ. Khi chúng ta tăng giá trị lên thì đường nét trong bản vẽ sẽ mịn hơn. Đây, chúng ta xem bản vẽ, đường nét rất là mịn. Còn khi chúng ta giảm xuống, thì chất lượng của nét vẽ cũng giảm xuống. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến chất lượng của bài. Trong quá trình vẽ các bạn nên để chất lượng xuống thấp để bài nhẹ. Còn khi nào các bạn xuất ra file 2D hoặc file 3D chẳng hạn, thì các bạn tăng chất lượng lên và khi đó chúng ta xuất sẽ chất lượng. Còn trong quá trình dựng chúng ta nên để giá trị thấp 4x để mặc định và các bạn tích vào View Fast Feedback. Rồi tiếp theo View Maximum Texture Size. Khi các bạn tích vào thì khi chúng ta load ảnh vào thì ảnh sẽ được sử dụng ở kích thước tốt nhất, tức là ảnh sẽ có độ phân giải lớn nhất. Còn khi chúng ta bỏ chọn thì khi chúng ta import ảnh vào, ảnh sẽ được import với giá trị mặc định. Cái này khi nào các bạn cần bài chất lượng tốt thì các bạn tích vào, còn không thì các bạn bỏ chọn cho bài nhẹ hơn. Tiếp theo chúng ta đến với phần rất quan trọng. Phần này sẽ nâng cao hiệu năng làm việc của chúng ta và giảm thời gian làm việc. Chính là phần shortcut. Trong đây chúng ta có thể đặt phím tắt cho lệnh giống như trong AutoCAD. Mặc định của chương trình sẽ có một số phím tắt cơ bản cho chúng ta, ví dụ lệnh like, chúng ta gõ like. Nếu các bạn muốn hiển thị lệnh gì thì các bạn gõ lệnh vào. Đây chúng ta chọn lệnh like. Thì ở đây mặc định của chương trình gắn phím L là lệnh like. Chúng ta có thể thay đổi phím bằng cách add shortcut. Ví dụ mình nhập Shift Q để thêm vào, mình bấm vào cộng. Các bạn lưu ý là chúng ta có thể thêm nhiều shortcut cho một lệnh. Tức là chúng ta có thể sử dụng nhiều phím cho một lệnh. Nếu phím nào các bạn không thích, các bạn muốn loại bỏ thì chúng ta bấm vào và bấm dấu trừ. Tiếp theo ví dụ lệnh rectangle. Phím tắt là R. Giả sử các bạn muốn gắn phím khác mà các bạn gắn phím L trùng với lệnh like. Khi các bạn bấm phím cộng thì chương trình sẽ hỏi phím L đang được sử dụng cho lệnh like. Nếu các bạn bấm Z thì phím L sẽ được thay thế. Khi đó lệnh like sẽ không còn phím L nữa và phím L đã được gán cho vẽ hình chữ nhật. Nếu các bạn không biết tên lệnh là gì để chúng ta gõ vào đây thì chúng ta làm như sau. Chúng ta tìm đến thanh công cụ chứa lệnh, sau đó chúng ta rây chuột vào. Ví dụ mình rây chuột vào đây, lệnh follow me, rồi mình di chuột vào, lệnh pan, lệnh rotate rectangle, di chuột vào, lệnh freehand, di chuột vào, lệnh line. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết lập một số phím tắt cần thiết.
các bạn gõ 2. Edit 2 các bạn nhập Y. Bấm phím cộng. Ý nghĩa của 2 này là gì? Chúng ta quay trở lại mô hình. Ví dụ khi chúng ta đang dựng một mô hình rất nhiều chi tiết và chúng ta muốn ẩn một số chi tiết đi để chúng ta dễ dàng làm việc, thì chúng ta chọn đối tượng, sau đó ấn Y. Như vậy đối tượng của chúng ta đã bị ẩn. Tiếp theo, ăn 2. Tức là khi các bạn đã ấn đối tượng đi và bây giờ chúng ta muốn hiển thị lại thì chúng ta đặt phím tắt để dễ dàng thao tác. Các bạn đặt Shift Y. Phím tắt này các bạn tự đặt theo các bạn thôi, để các bạn dễ dàng sử dụng, miễn sao thuận tiện với thao tác tay của các bạn. Ở đây ăn 2 mình đặt là Shift Y. Bấm dấu cộng. Ok, chúng ta ăn 2, Shift Y. Chúng ta có thể chọn tất cả. Y để 2, sau đó Shift Y để ăn 2. Rồi, hai Dress Up Model và hai Similar Component. Cái này mình đã giải thích ở đầu bài. Các bạn có thể đặt phím tắt cho lệnh. Ví dụ hai Dress Up Model chẳng hạn. Ở đây mình đặt là Shift 1. Bấm dấu cộng. Ok. Chúng ta tích vào mô hình. Bấm Shift 1. Thì tất cả các đối tượng khác sẽ bị ẩn đi. Để hiển thị trở lại, chúng ta bấm Shift 1. Các bạn chú ý Shift 1 tức là hai Red Model chỉ có tác dụng khi chúng ta truy cập vào bên trong Group hoặc Component. Shift 1, bỏ Shift 1. Phím tắt này thực sự hữu ích khi bài của chúng ta có nhiều chi tiết và chúng ta muốn ẩn đi để dễ dàng làm việc. Tiếp theo, Make Group. Chúng ta có thể đặt phím G là viết tắt của Group. Theo mình thì các bạn nên đặt phím tắt tương ứng với chữ cái đầu tiên của lệnh để chúng ta dễ nhớ. Ví dụ Group thì chúng ta đặt chữ G, Line thì L, còn Rectangle thì R. Chúng ta bấm dấu cộng để thêm vào. Make group, yes. Component. Chúng ta chọn Ctrl G. Dấu cộng để thêm vào. Sau khi hoàn thành xong quá trình đặt phím tắt, chúng ta bấm OK. Đây chúng ta sẽ tạo group cho vật thể này. Bình thường nếu các bạn không đặt phím tắt, chúng ta phải chọn vật thể, sau đó bấm chuột phải và make group. Làm như vậy sẽ rất lâu. Thay vì đó, khi chọn vật thể xong, chúng ta bấm phím G là lệnh tắt, thì vật thể của chúng ta đã là một group. Rồi khi các bạn cài đặt xong mà các bạn muốn lưu file lại để chia sẻ cho người khác hay là chia sẻ với bản thân để sử dụng trên nhiều máy tính khác nhau, thì các bạn bấm export để xuất. Ví dụ mình lưu về desktop, phím tắt. Chúng ta export. Còn nếu để thêm vào thì chúng ta bấm import. Chúng ta chọn tới desktop, chọn phím tắt và import vào. Bạn có thể chia sẻ cho người khác hoặc chia sẻ với bản thân để sử dụng trên nhiều máy tính khác nhau bằng cách này. Tiếp theo, chúng ta đến với template. Trên đây là một số template mẫu mặc định của chương trình. Chúng ta có thể chọn để thiết lập mặc định. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ không chọn, mà chúng ta sẽ sử dụng template đang tạo để sử dụng cho quá trình làm việc của chúng ta.
Tiếp theo Workspace. Khi các bạn tích chọn Use Last Two Button thì có nghĩa là những cái icon trên thanh công cụ của các bạn sẽ được hiển thị lớn lên. Còn khi các bạn cảm thấy thanh công cụ nó lớn, nó chiếm hết màn hình thì chúng ta giảm nó xuống bằng cách như sau. Chúng ta bỏ tích chọn và chúng ta bấm OK. Thì thanh công cụ của chúng ta được thu nhỏ lại. Cái này tùy thuộc vào các bạn. Nếu các bạn muốn nhìn to lên thì các bạn bấm tích vào. Còn nếu các bạn muốn mô hình to lên để dễ dàng làm việc và thanh công cụ nhỏ lại thì các bạn bỏ chọn, tích chọn, bấm OK thì thanh công cụ sẽ to lên. Tiếp theo chúng ta đến với Style. Ở đây các bạn có thể chọn Style của mô hình 3D. Ví dụ ở đây là Style 3D Printing, Simple Style, Urban Planning Style. Nếu trong bài không xuất hiện các tùy chọn này thì các bạn bấm vào cửa sổ và chọn Default Style. Ở đây các bạn có thể tùy chọn size phù hợp với các bạn. Còn bình thường thì dễ dàng nhất, theo mình nên sử dụng Style Simple. Rồi tiếp theo chúng ta có Edit. Chúng ta bắt đầu với cạnh Setting. Rồi tiếp theo Edge là cạnh. Khi các bạn tích bỏ thì vật thể của chúng ta sẽ không hiển thị cạnh. Đấy, cạnh của vật thể đã bị ẩn và nó chỉ tồn tại cạnh outline, tức là cạnh viền ngoài. Còn khi chúng ta tích vào thì cạnh sẽ hiển thị. Back edge có nghĩa là cạnh khuất, cạnh phía sau. Khi chúng ta tích vào thì những cạnh phía sau mặt phẳng mà chúng ta không nhìn thấy được sẽ hiện lên. Bỏ chọn. Cái này các bạn nên bỏ chọn cho bài nó đỡ rối. Tiếp theo, profile, tức là cạnh ngoài. Ở đây giá trị là 2. Khi chúng ta tăng lên thì độ lớn của cạnh ngoài sẽ tăng lên. Còn khi chúng ta giảm xuống thì độ lớn sẽ giảm xuống. Cái này các bạn nên tắt đi, hoặc các bạn để giá trị thấp thì bài sẽ không bị giật trong quá trình làm việc. Tương tự chúng ta có Depth Cube để tăng độ lớn của nét lên. Cái này chúng ta không tích vào. Tiếp theo Extension và Endpoint. Khi chúng ta tích vào thì ở những điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng sẽ xuất hiện điểm nút. Còn khi chúng ta bỏ chọn thì điểm nút sẽ biến mất. Cái này chúng ta để mặc định. Hai thông số tiếp theo chúng ta để mặc định. Tiếp theo chúng ta đến với cài đặt Face. Ở đây chúng ta có thể chọn màu của mặt. Ví dụ mặt trước là mặt trắng, còn mặt sau là mặt xám. Mặt trước và mặt sau là gì? Ví dụ khi các bạn vẽ một rectangle thì mặt xám này là mặt sau, còn mặt trắng này là mặt trước. Chúng ta có thể chuyển màu mặt trước và mặt sau, tuy nhiên cái này các bạn nên để mặc định. Rồi ở dưới đây chúng ta có Style. Mặc định của chương trình là Style Display Shape Using Texture. Cái này các bạn để mặc định. Trong quá trình làm việc mà chúng ta cần chuyển Style thì chúng ta có thể bấm trên thanh công cụ. Ví dụ X-Ray, Back Edge, Wireframe, Hide and Line. Chúng ta để mặc định là Shape with Texture. Tiếp theo chúng ta đến với Background. Ở đây chúng ta có thể chọn màu của Background, chọn màu của bầu trời và màu của đất.
hoặc các bạn có thể để mặc định. Tiếp theo, chúng ta đến với Watermark Setting. Rồi, ở đây các bạn bấm dấu cộng để thêm, các bạn có thể thêm chữ ký, logo, ảnh đại diện hoặc là background. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm logo của mình vào trong bài. Thì mình làm như sau. Bấm dấu cộng để add watermark. Sau đó chọn tới thư mục chứa. Và mình chọn hình logo này. Logo của mình định dạng dưới dạng JPG. Ở đây chúng ta có thể chọn dưới nhiều định dạng. Các bạn có thể chọn đuôi JPG, PNG, PSD, BMP. Ở đây của mình là JPG. Sau đó ấn Open. Rồi ở đây chúng ta để mặc định là Overlay. Bấm Next. Tiếp theo ở đây chúng ta chọn độ nét của watermark. Ví dụ các bạn kéo lên thì càng nét mà các bạn giảm xuống thì càng mờ. Nếu các bạn giảm về 0 thì sẽ bị tắt đi. Tiếp theo chúng ta bấm Next. Ở đây chúng ta có thể chọn vị trí để lưu watermark. Chúng ta có thể chọn góc trái, góc phải, phía dưới hay ở giữa. Và ở đây chúng ta có thể chọn tỷ lệ to lên, nhỏ xuống. Sau khi cảm thấy phù hợp, chúng ta bấm Finish để kết thúc, để xóa watermark. Chúng ta kích chuột vào và chúng ta bấm phím trừ. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn các thông số chính trong setup template. Bây giờ chúng ta sẽ lưu template. Chúng ta xóa đi. Bạn kích vào file, chọn Save as template. Bây giờ chúng ta đặt tên, ví dụ kiến trúc hoặc là mẫu vẽ kiến trúc. Tiếp theo các bạn tích vào file name. Các bạn chú ý, các bạn tích chọn vào set as default template thì khi chúng ta lưu thì template này sẽ được set up là template mặc định. Và khi chúng ta mở file mới lên thì template mẫu vẽ kiến trúc sẽ được áp dụng. Chúng ta bấm Save. Rồi bây giờ chúng ta vào Windows để kiểm tra. Vào Preference. Chúng ta vào Template. Và chúng ta thấy là mẫu vẽ kiến trúc đã được apply mặc định. Và sau khi các bạn lưu rồi thì cái file mẫu vẽ kiến trúc này, cái template này nó nằm ở đâu? Thì các bạn quay trở lại trong file để các bạn tìm đường dẫn. Rồi các bạn vào template. Các bạn tích chọn vào Open. Thì ở đây template của chúng ta nằm trong đường dẫn này. Bài học đầu tiên của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.